đời sống mới, nắng tươi chan hòa khắp nơi, ngày vui đến rồi, đời êm ấm đẹp ngàn lời cùng nhau đắp xây. À, ta vui xuân đời sống mới, tiếng ca vơi đầy. À, ta vui xuân đời sống mới. À, ta vui xuân đời sống mới. Jimmy xin kính chào tất cả quý vị. À, đứng ở trong nhà mà thấy cái xóm nhỏ này vui quá, mọi người cùng đón xuân với cái giai điệu rộn ràng và tươi vui và với lời ca chan chứa niềm hy vọng về tương lai đất nước thanh bình và đời sống thì tự do ấm no. Đó là ý nghĩa của nhạc phẩm Xuân với đời sống mới của nhạc sĩ Y Vân vừa được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Mỹ Vân. Đã mở đầu cho chương trình Xuân năm nay chào đón Tết Quý Mão 2023. Cho Jimmy được mở ngoặc một chút xíu, bài Xuân với đời sống mới, nhạc sĩ Y Vân ký dưới bút hiệu là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ là tên của con trai lớn của nhạc sĩ Y Vân, và Hoàng Mỹ Vân cũng là nữ ca sĩ lần đầu đến với màn ảnh của Jimmy TV. Trong cái không khí vui tươi này, cái xóm nhỏ này bắt đầu rộn rã đón xuân và phiên chợ Tết bắt đầu được họp nhóm. Thì bây giờ Jimmy mời quý vị cùng với chúng tôi đi dạo cái chợ Tết này để xem có ai quen không, để mình chúc Tết và mời họ đến với chương trình xuân của chúng ta. Ồ, thấy xa xa, thấy con cái chị này quen quen. Chị ơi. Ủa, chị Bảo Châu. Jimmy. Chị Bảo Châu, vui quá, gặp từ mùa đông tới mùa xuân. từ Giáng sinh cho tới Tết luôn. Tết luôn, trời, hai chị em mình quá là có duyên rồi.
Chị đi đâu đây vậy? Chị đi chợ. Mà đặc biệt á là chị thấy cái chợ trong cái xóm nhỏ này nè. Rất là đặc biệt em. Đồ đạc hay là trái cây hay tất cả những cái thứ mà những cái vật phẩm mà bày ở đây đó. Thì coi như là rặt là Việt Nam luôn. Không có một cái gì là lai Mỹ hay là cái gì hết á, rặt là Việt Nam cho nên đặc biệt quá. Nên chị mới đi cái chợ ở cái xóm này. Thôi bây giờ vui quá, bây giờ mời chị chắc là dẫn chương trình chung với em được không? Chương trình show xuân năm nay. Chị đồng ý. Chị đồng ý. Nhưng mà trước khi bước vào chương trình thì chắc phải có cái thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Ngày Tết mà. Tức là lì xì đó. Thưa quý vị thấy không? Gặp chị Bảo Châu, mời chị Bảo Châu thôi chị đi dẫn chương trình cùng với em ngày Tết đi cho vui. Nhưng mà chưa có nói được cái gì là thương chị Bảo Châu hay là chị Bảo Châu ngày Tết như thế nào, không chúc Tết, không mừng tuổi gì hết mà đã đòi tiền lì xì rồi. Quý vị thấy cái cậu bé này có được hay không ngày Tết ngày xuân. Dạ thôi bây giờ chúc Tết ngay. Dạ. Em chúc chị năm mới nhiều sức khỏe, bình an, tiền vô thì như nước, tiền ra như giọt cà phê, tiền thì đầy túi mà tình thì đầy tiền. Chị nghe cái câu này là chị thấy là chị hên cả năm á, chị may mắn cả năm á, thưa quý vị. Thì đầu năm thì chị Bảo Châu cũng chúc cho Jimmy được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Đó là những cái câu mà đầu miệng của mỗi người Việt Nam mình, dù là biết là nó cũng là xưa lắm rồi, nhưng mà thật sự á, là những cái câu đó là những cái câu trong lòng của chị chúc cho em nguyên một năm nay em sẽ đạt được những cái gì mà nãy giờ chị chúc em. Em cảm ơn chị. Và đây là cái thủ tục đầu tiên chị lấy ra thì cũng cũng sót lắm. chị chưa có lấy tiền cashier mà chị đã phải lì xì rồi. Ok, bây giờ chị Bảo Châu lì xì cho em lấy hên đầu năm nha. Em cảm ơn chị thật là nhiều. Chị cảm ơn em. Trời, đầu năm mà môi được một chút của chị là thấy hên nguyên năm rồi đó quý vị. Thôi bây giờ chúng ta cùng trở vào chương trình ngày hôm nay ha. Thì chị thấy khi mà mùa xuân tới thì trước mùa xuân đó là nguyên một năm đó là mình cũng phải trải qua rất là nhiều biến động, rất là nhiều những cái thay đổi, những cái test trong cuộc sống. Cho nên là để đạt được tới cái mùa xuân thì là rất bao nhiêu là hạnh phúc, khó khăn, cực khổ để mà mình mới tới cái mùa xuân để mà mình đón Tết. Thì em có thể cho chị với lại quý vị biết được là cái chủ đề của cái chương trình xuân năm nay của em hướng tới cái điều gì, em chia sẻ được không ạ? Dạ vâng, chủ đề năm nay em chọn là xuân an bình. Với một cái niềm mong mỏi là mỗi người chúng ta sẽ có một mùa xuân thật là an lạc trong tâm hồn. Và dân tộc khắp nơi trên toàn thế giới, không riêng gì Việt Nam, sẽ hưởng một năm thanh bình, đời sống thì tự do, ấm no. Đó cũng là cái mong mỏi chung của tất cả mọi người chúng ta. Hay quá, thưa quý vị. Nhưng mà chị thấy đó, thưa quý vị, thì Bảo Châu thấy là dù là cái mùa xuân đó, nó có chịu ảnh hưởng bởi kinh tế, chính trị, xã hội, con người, cuộc sống như thế nào đi nữa, thì mùa xuân vẫn là một điều gì đó rất là thiêng liêng đối với tất cả mọi người chúng ta. Dạ đúng, em rất là đồng ý. Đó là những cái niềm mong mỏi. Nhưng mà trở về với âm nhạc Việt Nam thì chắc chị và cũng như quý vị cũng để ý là nhạc Việt Nam mình là buồn nhiều hơn vui nè, mà nhạc xuân thì cũng buồn nhiều hơn vui luôn. Chắc là bởi vì bị ảnh hưởng bởi gần 20 năm cuộc chiến ý thức hệ ở miền Nam chúng ta, cho nên cái không khí chiến tranh cũng ảnh hưởng rất nhiều trong âm nhạc. Và vì vậy chúng ta thấy tìm trong nhạc xuân Việt Nam có nhiều bài hát phản phất những cái nét buồn thời chiến, như nhạc phẩm sau đây chúng tôi gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, để trở lại chương trình thì xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gửi mùa xuân về biên giới, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, và qua một tiếng hát thật là ngọt ngào, trìu mến, mượt mà của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Tuổi xuân thì gửi về người anh biên giới xa vời,
đón xuân trên nẻo hành quân. Pháo vui mừng xuân nhuốm đỏ phố phường. Đường lên biên giới tiếng súng sao xuân về thì em xin gửi theo áng mây trời mùa xuân nồng thắm kinh kỳ hồng lên đôi má xuân thì đến anh giữa lòng biển. Jimmy, yeah. Sau một ngày nằm trường bò lết lê la ở chợ Xuân, tay xách nách mang thì em mua được những gì? Em nói chị Bảo Châu nghe coi. Dạ, yeah, em mua được cái bánh chưng với cái bánh tét về cho mẹ. That's it. Dạ, yeah, mẹ dặn sao em mua vậy thôi. Nhưng mà đó, em thì biết là chị Châu là người Bắc. Thôi em tặng chị cái bánh chưng nè. Cái bánh tét em đem về nhà em ăn. Thường thường người ta nói đó là phải tặng thì có đôi có cặp, tại mùa xuân ấy, cái gì cũng có đôi có cặp hết. Mà em nở lòng nè, em đưa chị cái bánh chưng ở bánh tét em cầm lại, mà cái bánh chưng của em cứng quá như này, cái này sao nó cứng vậy? Thông cảm, có thiệt không đây? Là bánh chưng trong đá đó, chị chịu khó về nướng lại.
phải rã đông ra. Rã đông lại. Ở bên Mỹ ăn bánh chưng là phải rã đông ra, và nhất là bánh chưng của Jimmy tặng nữa thưa quý vị, nó cứng như cái hộp. Mà chị biết sao không? Chị nói là có đôi có cặp đúng không? Thì em thấy một cách nó rất đơn giản mà tốt nữa, mà nó hợp phong tục nữa, là chị em lát chị em mình về nhà ăn chung. Cắt đôi à? Chị ăn chung với nhau luôn. Ăn chung thôi cũng được. Chị tưởng là cắt đôi. Mà chị biết sao không? Đôi khi đó em hồi nhỏ đó, em nghe mẹ nói là người Bắc tạc bánh chưng, thì em cũng nghe rất nhiều những cái câu chuyện về bánh chưng rồi. Nhưng mà cái bánh tét này đó, đôi khi em cũng thắc mắc. Trời ơi, Tết nhất mà tét, đâu có hên đâu. Đúng rồi. Mà quý vị tưởng tượng mà cái mâm ngũ quả là cầu dừa đủ xoài, phải không chị? Đúng rồi. Mà bây giờ lỡ thiếu một món mà mình nhét cái này vô là cũng kỳ. Cầu dừa đủ tét. Nghe nó sao sao, phải không? Tức là tét vừa vừa thôi đó. Nhưng mà em có biết á, bánh tét cái này á là tượng trưng cho ngày Tết. Nhưng mà cũng là có một điều cấm kỵ cho ngày Tết, phải không? Em bị hoài mỗi năm. Hình như chị nghe là em chia sẻ với lại mọi người á, là mỗi năm em đều bị cái đó. Là em ăn bánh tét nhân mây á. Rồi mây phải không? Đúng rồi. Chị cứ nhắc cái nỗi đau. Mà kỳ á, tại sao mà hồi xưa bố mẹ mình đánh mình hay kêu là ăn bánh tét, ăn bánh tét nhân mây, ăn bánh tét rồi mây là sao hết? Rồi mây á. Kỳ á. Hy vọng mong mình nó tét mong nữa. Chị cứ nhắc cái nỗi đau của em hoài. Bây giờ đó, em đôi khi em muốn tìm hiểu về cái bánh tét, tại sao mình gọi bánh tét. Thì xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện. Đó là cái thời mà vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi mà đánh qua ra Bắc để mà đánh quân Thanh của Trung Hoa xâm lược Việt Nam. Thì cũng vào ngày Tết thì quân lính được nghỉ. Thì có một người vợ lính gói một cái bánh giống hình dạng của cái bánh tét ngày hôm nay. Cũng là có nhân đậu rồi có thịt ba rọi trong này. Có nếp. Có nếp. Thì khi mà ăn vào thì người lính nhớ vợ, thương vợ hơn. Và tới tay của vua Quang Trung thì ông mới nói thôi, bây giờ cứ mỗi dịp Tết thì cho người dân gói cái bánh này ăn vào dịp Tết. Nên gọi là bánh Tết. Quý vị cũng biết là ông Quang Trung Nguyễn Huệ là ở vùng Bình Định miền Trung mình. Mà từ cái bánh tét ở miền Trung mà vô tới miền Nam sau này thành bánh tét. Bởi vì khi em thắc mắc tại sao là tét. Chị cũng mới biết đó. Jimmy chia sẻ thì mới biết. Nhưng mà bây giờ chị hỏi Jimmy nè. Bánh chưng ăn với cái gì là ngon? Em nghĩ là ăn củ kiệu, dưa món. Không gì nữa? Hết rồi. Không nhớ, không biết nữa hả? Thưa quý vị, thưa với lại Jimmy là từ bé thì ở trong nhà chị là đang bánh chưng với lại đường. Bánh chưng với đường thì mà nó ngon lắm em. Em về em ăn thử đi, lát nữa thì em phân nửa, chị phân nửa. Thì em sẽ ăn thử với đường đi. Thì bà Châu có hỏi mẹ là tại sao mà là bánh là có thịt. Có đậu xanh rồi có thịt mỡ mà tại sao lại ăn với đường? Tại vì đường nó là ngọt, cái này là mặn. Thì mẹ chị nói là nếp là dẻo, có đường là có ngọt ngào, có mặn là có mặn đắng, rồi có dẻo, có mặn, có ngọt, rồi có bùi là đậu xanh, có mùi thơm. Là khi mà mình ăn cái bánh chưng mà ngày Tết á, thì gói trọn luôn cả tất cả những cái mùi vị của cái cuộc sống của mình trong suốt một năm, để mà mình ăn được cái bánh chưng này nó đủ mọi vị đó. Vị đó là cái vị tượng trưng cho cái cuộc sống của mình nó trải qua trong suốt một năm. Cho nên là gói trọn trong cái bánh chưng này. Mà em thấy bánh tét cũng giống như vậy chị ha. Bánh tét cũng như vậy, nhưng mà có điều nó tét thôi chứ còn nó hơi đau. Nếu mà ăn bánh tét thì được, nhưng mà bánh tét nhân mây thì nó hơi đau. Thưa quý vị, đây là kinh nghiệm của Jimmy. Dạ vâng. Rồi bây giờ như vậy nè, ngày Tết á, có rất là nhiều việc phải làm. Tại vì mình phải nói là làm một mùa mà, mùa xuân mà. Cho nên từ bắt đầu 12 tháng Chạp là mình đã bắt đầu là rục rịch Tết rồi. Ông bà, cha mẹ mình là bắt đầu sửa soạn Tết thì có rất là nhiều việc phải làm. Thì bây giờ chị sơ khởi, chị kể những cái việc như vậy có đúng hay không? Em coi nếu mà thiếu thì em thêm vô cho chị. Để mà mùa xuân năm tới thì chị có thể là chị làm tốt hơn. Thì thứ nhất là mình dọn dẹp sơn phết nhà cửa. Thứ hai là giặt giũ chăn màn chiếu gối. Thứ ba nữa đó là đi chợ hoa như là chị với lại Jimmy mang hoa về nhà trưng để mà rước lộc vào nhà. Rồi mình đi thăm viếng mộ tổ tiên để mà tỏ lòng hiếu kính. Rồi mình xông đất xông nhà để lấy hên đầu năm. Rồi sau đó thì mình chúc Tết mừng tuổi để mình lấy tiền lì xì. Thì những cái việc như vậy đó em thấy đã đầy đủ chưa? Dạ em thấy thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu trầm trọng luôn á. Mình phải đánh bài. Xoa mặt trượt nè. Đúng rồi. đúng. Thì cái này thì chắc là trong năm nay
chị cũng phải là bày những cái những cái ma trận đó để mà mừng Tết luôn, để cho nó tưng bừng thêm. Nếu mà với cái ý nghĩ đó đó thì em nghĩ là người Việt hay là một số người là ăn Tết quanh năm rồi, bởi vì ngày nào cũng đánh bài á, phải không? Đúng rồi. Chị muốn chị nói không? Dạ nói đi. Jimmy, thưa quý vị, mỗi lần mà Jimmy không có việc á, không có show, không được rảnh rỗi thời gian đó thì Jimmy gọi chị Bảo Châu. Chị Bảo Châu, bầu cua cá cọp, lô tô. Thế nói chứ bầu cua là phải nhiều người lắm á, bầu cua có hai chị em mình sao chơi? Dạ. Không sao, mình cứ đặt hết vậy đó, đi lên chơi bầu cua với em. Là Jimmy là phải nói là ăn Tết là cả năm. Chị khai hết rồi. Cái anh chàng này rất là hay, phải không thưa quý vị? Bầu cua cá cọp. Thôi chúng ta cùng trở lại với chương trình Nhạc Xuân năm nay nha. Uh-huh. Thưa chị và thưa quý vị, lúc nãy Jimmy có chia sẻ đó là Nhạc Xuân Việt Nam mình là buồn nhiều hơn vui. Uh-huh. Bởi vì ảnh hưởng bởi cuộc chiến ý thức hệ. Lúc nãy quý vị nghe Gửi Mùa Xuân Về Biên Giới là tâm tình của một người em gái hậu phương gửi cho người anh trai tiền tuyến. Thì bây giờ là tâm tình của người lính chiến ở ngoài mặt trận. Mời quý vị cùng nghe Tôi Chỉ Có Mùa Xuân của nhạc sĩ Châu Kỳ gửi đến quý vị qua tiếng hát đầy triển vọng của nam ca sĩ Đào Trí Lộc. Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nỗi trôi, riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi. Nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người, mặc tình xuân lã lời. Xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi. Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời, muốn trao lời. Bạn đàn xuân đã lời, tơ lòng đang dối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng chạnh vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vời. Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai, thân chinh nhân hồ hại, hỏi xuân có gì vui. Hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời, đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dầm dài xin chớ luôn. Muốn trao lời,
bạn đàn xuân đã lơi, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chạnh vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vời. Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai, thân chinh nhân hồ hai, hỏi xuân có gì vui. Hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời, đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui. Khi du lịch đến Toronto, Canada, hãy đến Viếng Phở 90, nhà hàng có khung cảnh lịch sử, tiếp đãi ân cần và có nhóm đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, ẩm thực thuần túy ba miền Bắc, Trung, Nam. Phở 90 vừa được độc giả của nhật báo Toronto Star, một cơ quan ngôn luận hàng đầu của Canada, bình chọn là nhà hàng Việt Nam ngon nhất, nhà hàng tiếp đãi ân cần và dịch vụ tuyệt vời nhất. Phở 90 là nơi dừng chân của các tao nhân mặt khách, của các văn nghệ sĩ Việt Nam và các sắc dân từ các lĩnh vực truyền thông, thể thao, chính trường cho đến văn học nghệ thuật. Phóng viên các báo chí Anh ngữ, Hàn Quốc và Việt ngữ đều hơn một lần tìm đến. Phở 90 tại Toronto, Canada kính mời. Jimmy nè, thường thường mùa xuân thì mình phải nói tới những cái điềm lành, dạ vâng. Những cái điều tốt đẹp, dạ. Những cái điều may mắn, hạnh thông. Thì đối với Jimmy đó, những cái gì mà nó xảy ra ngày Tết thì em cho cái đó là điềm lành. Em nghĩ đó là ngày đầu năm chúng ta bổ cái trái dưa hấu ra, xanh vỏ mà đỏ lòng là là may mắn. Đúng, chị đồng ý. Rồi gì nữa? Em nghĩ là cái nụ cười, ngày đầu năm khi mà mình gặp nhau, mình trao nhau nụ cười cũng cũng là một cái điều may mắn. Nhưng mà với em đó, với em một cái điều may mắn từ lúc bé, ngay ngày đầu năm nó sẽ quyết định nguyên năm. Đó là ngày đầu năm không bị đòn là may mắn nguyên năm rồi. Nhưng mà lấy cái cớ gì mà em cứ phải bị đòn ngày đầu năm là sao vậy? Dạ, tại vì em cũng ngoan quá đó chị. Sao chị thấy em thì chị biết em ngoan rồi. Thì chẳng hạn như nhưng ngày mà... đầu năm Tết nhất thì mẹ nói thì không nghe lời. Chiều đi chúc Tết ông bà thì chướng đòi ở nhà. Chướng. Đó, rồi khi mặc đồ áo, quần áo mới thì không mặc. Cái mặc nhây. Quần áo cũ, dạ, nhây. Đó, thế là... Lì lì đó là... Bánh tét nhân mi đó. Mà mỗi năm là đều như vậy hết. Dạ đúng rồi, bởi vậy em đôi khi em thấy đó là cái em để ý. Em để ý. Để ý cứ ngày mùng 1 mà bị đánh đòn là nguyên năm. Bị đánh đòn suốt. Mà nguyên ngày mùng 1 mà im ắng mà bình an. Là nguyên năm bình an. Không bị đòn. Thì cái đó là nó tùy thuộc vào em mà với không. Vì mẹ em á có khi nào mà Tết mà muốn may mắn đó là muốn gửi em đi qua nhà láng giềng hay là nhà bà con gì không, rồi sau mùng 1 mới đón em về không? Dạ, tại vì dạ em không. Nhây quá. Em vừa lì, em vừa chướng mà em vừa nhây nữa. Hình như tới giờ vẫn vậy chơi. Good boy. Dạ. Dạ. Rồi gì nữa? Đó với em như vậy thôi, đầu năm bị đánh đòn là may mắn nguyên năm rồi. Thưa quý vị, Bảo Châu thấy đó là khi mà ngày đầu năm thì hoa mai mà nở rực lên là tài lộc là vô ào ào, dạ đúng bà. Không? Rồi hoa đào nở thật đầy, tất nhiên là tình duyên hạnh phúc là triền miên. Dạ. Rồi cây tắc. Dạ. Cây tắc
được gọi là cây quất phải không em? Quất, yeah. Nhưng mà nó cũng là một loại cây phải không? Yeah. Thì cái cây tắc thì Bảo Châu thấy mà nó nở trái mà rộ ra như vậy á, là coi như nguyên năm mình được hanh thông và tài lộc phát đạt. Yeah. Thì đó là về về cây cảnh. Uh-huh. Tại vì mình đi mang hoa về nhà mình trưng để lấy lộc mà phải không? Yeah, đúng. Rồi còn một cái nữa đó là chị thấy đó là như em nói đó là tam cúc mạc trược, tổ tôm, đánh chén, tứ sắc. Mà hễ mà cứ ngồi đâu mà thắng đó đó là điềm lành. Đúng, dạ đúng. Rồi mà có cái quan trọng hơn nữa là mình gặp ai mà người ta cười á, thì mình thấy may mắn lắm. À. Nhưng mà cười nó có nhiều loại lắm chị. Ồ, vậy hả chị? À, chứ không phải là cười là may mắn đâu. Cười nó có cười mỉa nè, cười mỉm nè, cười tình nè, cười duyên nè, cười tươi nè, cười buồn. Cười tẹt ga. Cười tẹt ga. Giống chị em mình. À, thì ngày đầu năm á, em gặp người ta em cười làm sao để người ta thấy được người ta may mắn, người ta hên, điềm lành. Thì em nghĩ cười tươi. Để em cười đi, em cười đi. Em coi như em gặp chị để em cười đi. Không được. Quý vị coi cái cười gì cái vậy? Cười này không được. Cười này là không may mắn. Cười này là cười cười kỳ lắm, không được. Cười gượng lắm. Thì em phải cười đi, em cười. Cười tình. Cười tình. Em nhầm rồi, chị không phải là đối tượng của em đúng có cười tình như vậy. Cười lại. Được chưa? Quý vị thấy được chưa? Bảo Châu vẫn thấy không ổn. Không ổn. Vẫn không phải là điềm lành rồi. Cười lại lần cuối cùng nha. Rồi em gặp chị Bảo Châu, cười đi cho chị thấy may mắn. Hai chị. Ừ, đúng rồi đó. Quý vị, cái nụ cười này là cái nụ cười may mắn, cái nụ cười này là từ ở trong lòng của em đưa ra. Em gặp chị em cười một cái nụ cười phải nói là thoải mái, thương yêu và nó ấm áp lắm. Cho nên em gặp mọi người nhớ nha, phải cười, em đừng có cười những cái nụ cười đầu nha, không đừng cười tình đừng có cười kỳ kỳ lắm. Em cười dễ thương quá, cho chị hất em cái được không? Đầu năm thank you em. Đây cũng là những nụ cười xuân mà chúng tôi gửi đến quý vị. Hy vọng rằng là chương trình tuy có những bài nó buồn buồn nhưng qua những câu chuyện của hai chị em và với nụ cười xuân vừa rồi cũng đem đến cho quý vị chút niềm vui ngay ngày đầu năm. Thôi bây giờ chúng ta cùng trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Cái thú vị khi mà thực hiện chương trình Xuân An Bình này đó thì cũng có một cái sự trùng hợp thưa chị. Là nếu mà chúng ta tính từ năm 1973 tới năm nay 2023 là cũng đúng 50 năm. Yeah. 50 năm kể từ cái hòa đàm Ba Lê được ký kết. Lúc đó thì người dân miền Nam cứ tưởng rằng hòa đàm Ba Lê ký kết thì nền hòa bình sẽ đến với người dân miền Nam. Nhưng mà không ngờ thì hòa bình không đến, và chắc quý vị cũng biết sau năm 75 với những cái tang thương đến với miền Nam mình. Thì thôi bây giờ trong không khí ngày xuân và để nhìn lại 50 năm thì chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm và cũng là cái niềm mong mỏi của nhạc sĩ Lam Phương. Ông sáng tác bài hát Xuân Hòa Bình. Sau này bài hát này được đổi tựa thành Xuân Mộng. Lúc đó thì ông ký dưới bút hiệu là Thương Anh. Mời quý vị cùng nghe Xuân Hòa Bình của Lam Phương với tiếng hát của nàng tiên nữ Thái Hiền. Cúc sắc khoe vàng tươi, năm ngón tay ngọc nữ nhẹ đưa xuân vào cõi đời. Trông nắng xuân vời vợi, cởi áo cho nàng hồng vui. Xuân ơi là xuân nhân gian đón mừng, niềm thương niềm nhớ, ngày vui ngày buồn đắm say tình trường, cố quên chuyện lòng cùng đón Chúa Xuân. Đời đẹp như câu hát, đời đẹp như mơ, cùng đón gió xuân trong lời thơ. Hận thù ngày đen tối gửi vào xa xưa, về đây nắm tay
mùa thương. Yêu mai vàng bừng nở, mừng xuân trong niềm thái hòa. Yêu nắng xuân mặn mà, làm thắm mắt xanh đời hoa. Yêu túi xuân đầm ấm, làm vui cho người xa nhà. Yêu thế gian một nhà, mà viết nên thành bài ca. Jimmy, yeah. Mình nói từ nãy tới giờ toàn là những cái điềm lành, những cái vui vẻ, những cái hạnh phúc. Nhưng mà mùa xuân đi song song với đó cũng cái đó là cái nét văn hóa hay của cái dân tộc Việt Nam mình là cũng có những cái điều kiêng kỵ em. Đối với em còn bé thì nhiều khi em chưa biết được những cái điều kiêng kỵ đó. Nhưng mà đối với chị cũng lớn rồi và những cái điều kiêng kỵ này là áp dụng ngay từ lúc còn bé cho tới bây giờ. Có nhiều điều mình thấy ông các cụ của mình cũng tức cười lắm, những cái điều đó rất là tức cười, nhưng mà khi mà mình nghe lại, mình nghe phân tích lại thì cũng có lý, Jimmy. Dạ, thí dụ thí dụ như là trong cái bàn cổ, thưa quý vị, thưa với lại Jimmy, khi mà mình ăn thì cái cá đó là mình không có được ăn cái phần đuôi, nguyên cái đuôi cá là phải chừa lại. Trời, nhưng mà thưa quý vị á, là mọi châu biết là Jimmy thích ăn nhất là đầu cá và đuôi cá. Có đầu có đuôi tốt dạ, mà. Đúng rồi, nhưng mà mình được ăn đầu thôi nha, nhưng mà đuôi mình không ăn. Tại vì á, mình ăn rồi mình chừa lại cái đuôi cá, thưa quý vị, thì các cụ giải thích á, là mình sẽ được của ăn, của để, của mặc suốt năm. Thế như là em cắt đứt mẹ mang hết luôn á, thì coi như nó không có đuôi nữa, nó không còn cái của ăn, của để, của mặc. Dạ, rồi còn cái thứ nhì nữa đó là mình không có được gội đầu ngày mùng 1 Tết. Trời đất. Đó, không, mùng 1 thôi. Thì lý do là tại sao không có được mụ gội đầu ngày mùng 1 đó là tại vì nó sẽ làm hao mòn đi cái kiến thức và là cái phúc lành của mình. Tại vì khi mà God mà ban phúc lành cho mình, các vị tiên của năm mới đó, thì họ ban từ trên đầu xuống. Và khi mình, nếu mà mình gội đầu như vậy thì nó trôi đi hết cái phúc lành. Và cái thứ ba nữa đó cái điều này chắc em không làm được là bởi vì cái đầu em nhiều gel và hairspray. Quý vị tưởng tượng một đêm mà không gội qua ngày hôm nay, trời ơi, chắc là ghê lắm, chắc là đụng hết tóc. Chị nói nha, cái ngày mà Tết mà em đi làm show Tết hay là ngay cái ngày mùng 1 mà em phải đi trình diễn đó, giao thừa đó, thì em đổi tóc giả đi. Rồi xong rồi khi em về em buông cái tóc giả xuống, em gội, em muốn vứt, em đâu em vứt, nhưng mà em vẫn còn cái phúc lành, cái kiến thức của em mua em một năm nó vẫn còn. Hoặc là đổi cái khăn đóng như vậy là an toàn nhất, không chị? Đồng ý. Okay. Bây giờ rồi. Còn cái nữa đó là không có được đánh thức.
cái người ngủ bên cạnh mình muốn dậy mình dậy, anh chị em mình cứ ngủ, đừng có đánh thức dậy. Yeah. Tại vì các cụ nói là nếu mà mình đánh thức cái người đó dậy đó, yeah, thì họ sẽ chịu cái sự thúc giục, thôi thúc trong cuộc sống cũng như là công việc suốt cả một năm luôn. Cho nên cứ để cho thoải mái. Là cứ ngủ thoải mái, không đánh thức. Em thấy em rất đồng ý với điều này. Và em nghĩ là chúng ta nên áp dụng nguyên một năm. Đừng có áp dụng một ngày mùng 1 Tết. Nguyên năm luôn quý vị ơi. Nhưng mà nếu mà mình, tại vì mê ngủ lắm chị. Đúng rồi. Giấc ngủ em lại cái ngủ là vàng đó. Đúng rồi, rất là mê ngủ mà rất là coi như là hả, là không có thích ai mà đánh thức dậy hết. Đúng. Có nhiều khi mà công việc á mà Bảo Châu gọi cho Jimmy sớm á, sớm quá cái mức á, gọi chị Bảo Châu nè, bây giờ mấy giờ rồi, bây giờ mình tới cái chỗ thâu hay là mình tới cái chỗ make up. Em không biết nữa. Sao chị sẽ sớm vậy? Dạ, mình tới sớm như vậy. Nhưng nạt mà, liền. Nhưng mà nói theo ý của chị đó, thì quý vị cũng biết là chúng ta đang ở Mỹ. Đang ở Mỹ ha. Mà hai chị em mình làm việc cho đài, mà đọc tin buổi sáng như vậy, thì mấy anh trong đài ngay ngày mùng 1 Tết không được gọi nhắc hai chị em mình đi làm. Muốn làm giờ nào làm. Muốn ngủ được, lúc nào thức thì đọc. Chủ phải chiều ngày đó đúng chiều không? Chiều ngày mùng 1 thôi. Rồi quý vị không có đủ giờ để, đúng cái giờ để đem tức lên quý vị là quý vị la đó. La đó. Quý vị la đó. Và vâng, và rồi còn một cái nữa đó là những cái ngày nguyệt kỵ đó em. Nguyệt kỵ là gì? Nguyệt kỵ là cái ngày như là mùng 5, 14, 23 mà thường thường nói là đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Thì đi chơi một con thiệt thòi nữa thì đi buôn thì có khỏi nói đi. Đó là những ngày nguyệt kỵ thì nếu mà em ra đường đó, em thứ nhất là gặp vía đàn ông thì em hên. Rồi em tránh những cái ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch đi. Dạ, em có nghe về ngày mùng 5. Vậy là coi như là muốn tán đào, muốn ký công tra làm việc hay đúng là cái gì rồi đó là tránh những cái ngày đó. Tránh chị những nói cái ngày đó. Trong rồi tháng Giêng hay sao? Hình như là mọi tháng. Mọi tháng, ok. Chị tránh nghĩ như vậy. Năm mấy đó. Đó. Nhưng mà lúc nãy chị có nhắc một cái chi tiết đó là mình, người Việt mình có câu cũng vui. Đó là đầu năm mà ra đường gặp trai là hên. Ủa mà trong khi đó xã hội Mỹ gọi là lady first, đàn bà đi đầu mà tại sao? Tại vì người xưa đó các cụ có nói là vía của người đàn ông ấy nhẹ hơn vía của người đàn bà. Hoặc là dương nữa là tốt. Thì coi như là người vía đàn ông là 7 vía, còn vía của người phụ nữ là 9 vía. Cho nên là vía của người đàn ông nhẹ hơn, cho nên nếu mình đi ra mình đi thi nè. Mẹ chị mắc cười lắm, thưa quý vị, Bảo Châu chia sẻ là nhà Bảo Châu có tới 7 anh em. Mà tới ngày đi thi như là thi học kỳ 1, học kỳ 2 đó, thì bà cứ ra ngoài đầu đường á, rồi bà thấy mà đàn ông tới á, rồi ra đi con, ra từng đứa đi ra để thi cho đậu, để thi cho làm bài cho suôn sẻ. Đến cái mức như vậy đó, mẹ chị phong thủy như vậy đó. Rồi cuối cùng có đậu không? Dạ đậu. Không đậu về là chết á. Vậy là đúng phong thủy rồi. Đến cái mức mà tôi đứng tôi canh như vậy rồi á mà không đậu về là bánh tét nhân mày đó. Rất cảm ơn chị chia sẻ về những cái chi tiết này thực sự đó quý vị. Jimmy thì còn nhỏ lắm, được nghe những cái câu chuyện Tết và làm chương trình xuân mà có chị Bảo Châu chia sẻ như thế này thì mình có thêm một cái kiến thức về những cái phong tục tập quán về ngày Tết rất cần cho thế hệ trẻ tại hải ngoại. Thôi bây giờ chúng ta cùng trở lại với chương trình. Mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm. Tuy cái giai điệu mang âm hưởng bolero nhưng hầu như mỗi năm chúng ta đều nghe nhạc phẩm này. Bài hát Nếu Xuân Này Vắng Anh của nhạc sĩ Bảo Thu sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của người yêu của lính Ngọc Minh. Đã về anh có hay hoa bướm vui mùa sum vầy nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi nếu xuân về vắng ong bướm thôi rèn duyên lành dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khung hát ái ân từ đây lỡ thơ duyên thu
sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng hoàn. Nếu xuân này vắng anh, như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Xuân về vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cũng lỡ phím, cho khúc hát ái ân từ đây lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng hồn. Nếu xuân này vắng anh, như lá khô buồn xa cành, giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân. Thưa chị, bây giờ đó, nãy giờ chúng ta đi trong cái chợ Tết rồi. Bây giờ em đưa chị tới cái gian hàng thư pháp, giới thiệu với chị và với quý vị, đây là cái gian hàng của sư phụ em. Và bộ đồ, ông đồ này cũng là của sư phụ em luôn. À, sư phụ em coi như là tặng cho em. Dạ. Nối nghiệp đó. Dạ, nối nghiệp. À, cái này là thầy đồ, còn cái này là thầy đồ nhỏ, thầy đồ bé. Thầy đồ bé. Nhưng mà em mà đưa chị tới cái gian hàng sư phụ em á. Dạ. Thì coi như là chị thấy có cái mặt chị thôi à. Cho nên những cái câu liễn, những cái tấm liễn đỏ cộng với lại cái áo dài đỏ của chị á, thì là coi như là tiệp luôn. Tiệp hết trơn luôn. Không thấy gì hết. Chị thấy có cái mặt nhưng mà hên mặt chị đẹp. Chắc chắn. Rồi bây giờ năm mèo mình nói chuyện mèo tí đi. Dạ vâng. Mèo á là có 9 cái mạng đó. 9 mạng luôn hả chị? Mèo mình khó hạ gục mấy em mèo lắm. Mèo khó hạ gục lắm. Là tại vì mèo sống dai lắm em. Hèn chim thấy nó nhảy từ trên xuống dưới mà nó bệnh bơ. Không sao hết á. Cái tiếng kêu của mèo á, cái tiếng nó meo meo mèo meo meo, cái âm nó giống như là nghèo 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 á. Cho nên ngày Tết mình kỵ. Nên nếu quý vị nào mà nuôi mèo á, thì ngay giao thừa quý vị cho các em mèo á uống một viên thuốc ngủ đi, cho em ngủ qua ngày mùng 2 rồi em muốn kêu như thế nào cũng được. Còn em rất đồng ý với chị là bởi vì hồi bé đó mẹ em cứ dặn nhớ nha, ngày mùng 1 tới là không để cho mèo vô nhà. Là đúng xui rồi. Đúng rồi. Dạ mới biết tại sao là như vậy. Đó. Nhưng mà em nghĩ có một cái giống mèo chẳng những không phải xua đuổi mà lại còn muốn đem về, nhất là đối với các ông, chị biết mèo gì không? Mèo móng đỏ, mèo hai chân. Mèo hai chân. Mèo hai chân. Mèo tóc dài. Mèo tóc dài. Mấy ông thương lắm. Ông thương lắm. Ngày Tết thì đem đi xa xa. Nhưng mà chị hỏi em tại sao mà những cái người đó tại được tượng trưng, được gọi là mèo. Ví dụ như là anh có mèo, ông có mèo. Tại sao lại không nói là ông có cá?
hay là ông có vịt, hay là ông có gà, mà ông có mèo? Em cũng thắc mắc đó chị biết không? Theo chị thôi nha, chị không biết đúng hay sai. Thưa quý vị, theo như là Bảo Châu á, thì Bảo Châu thấy mèo á thích ôm ấp, thích hơi người lắm, thích được ôm ấp, thích được đụng, thích được cạ, rồi thích được vuốt ve. Thì chị nghĩ là những cái cô mèo đó thì cổ thích như vậy, cho nên là mình cứ ví là cũng uốn cho người thôi. Ủn là như là giống như là như mèo vậy đó. Em dùng cái từ đó chị mắc cười quá vậy đó, nhìn nó ủn. Lúc nào cũng cứ muốn đi vô lòng người ta. Đúng. Thì cái đó thì chắc chắn là thì mình gọi là mình lấy cái đó tượng trưng để mình nói cái cô đó là cô mèo. Em nghĩ đúng không? Em thấy đúng không? Đúng luôn. Cho nên là các bà, các cô, các mẹ thì rất là ghét mèo ngày mùng 1 Tết, mà mấy ông thì rất là mê. Mê mèo. Cho nên là chúng ta chúc nhau năm mèo thì đừng có chúc mà mấy ông có nhiều mèo nha. Mấy bà sẽ là chúc cái đó làm bài đó nha. Mệt đó. Rồi chúng ta cùng trở lại với chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Chắc quý vị cũng có nhiều cái niềm vui. Nhưng bên cạnh những cái niềm vui thì năm nay nó cũng có quá nhiều cái sự kiện để kỷ niệm và để nhớ. 2023 tính từ 1968 Tết Mậu Thân tới Tết năm nay là tròn 55 năm cái vụ Mậu Thân, biến cố Tết Mậu Thân. Thì cái không khí của chiến tranh như chúng tôi nói ảnh hưởng rất nhiều trong nhạc. Và với cái nỗi tang thương khi mà nhìn thấy phố phường điêu tàn trong cái biến cố Tết Mậu Thân đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác một bài hát theo cái âm giai cung trưởng, nhưng những cái lời ca rất là bi quan về ngày Tết. Mời quý vị cùng với chúng tôi cùng nhìn lại lịch sử với nhạc phẩm Xanh Lòng Phai Tàn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ danh ca Khánh Ly. Xuân đã đến đây, sao lòng vẫn ơ hờ. Nhìn ngoài sân thấy lá cây, biết rằng đã sang mùa. Một bàn chân bước thêm, rời dị vãng chưa rời máu xương. Dù mùa xuân đã đến đây, vẫn còn tiếng khóc thầm, triệu nụ hoa đang thoát thai, viên đạn vẫn trên nòng, hận thù trên cánh tay. Bao mùa xuân rồi, hận thù trong trái tim, hận thù trên cây lá trong đêm hồng. Dù mùa xuân đã đến đây, hy vọng vẫn muôn trùng, lời cầu kinh trong gió bay, bay từ xác xuân nồng. Dù mùa xuân sẽ lên thêm nụ cấm hờn, dù mùa xuân sẽ xanh, xanh lòng phai tàn. Xuân đã đến đây, sao lòng vẫn ơ hờ. Nhìn ngoài sân thấy lá cây, biết rằng đã sang mùa. Một bàn chân bước thêm, rời dĩ vãng chưa rời máu xương. Dù mùa xuân đã đến đây, vẫn còn tiếng khóc thầm,
triệu nụ hoa đang thoát thai, viên đạn vẫn trên nòng, hận thù trên cánh tay. Bao mùa xuân rồi, hận thù trong trái tim, hận thù trên cây lá trong đêm hồng. Dù mùa xuân đã đến đây, hy vọng vẫn muôn trùng, lời cầu kinh trong gió bay, bay từ xác xuân nồng. Rừng mùa xuân sẽ lên thêm nụ căm hờn, rừng mùa xuân sẽ xanh xanh lòng. Phải tàn chị ơi, hôm nay chị lạc vô cái xóm của tụi em là chị em phải dẫn chị đi tham quan khắp nơi, mỗi nơi đều có một cái đặc biệt. Như bây giờ chị thấy không, cái quán cóc này nè, có nhiều bánh trái, là chị muốn ăn cái gì em mời chị. Thưa quý vị, thưa với lại Jimmy, chị hồi nhỏ chị mê cái này lắm. Nhưng mà nói hồi nhỏ nhưng không phải là bây giờ chị không mê đâu, chị vẫn mê. Thì chị nhớ nhất đó là bánh tai heo, thưa quý vị, bánh phồng tôm. Cái này là xí muội. Xí muội, nhưng mà xí muội nó ở trong đó thì nó lại khác với lại cái xí muội ở ngoài này. Cái xí muội ngoài này thì là nó sẽ chua hơn, nó sẽ mặn hơn, nhưng mà xí muội trong này nó ngọt ngọt hơn. Rồi bánh men. Bánh men. Wow. Cái bánh men này là cái bánh men làm mê từ bé. Khi mà bỏ trong vào miệng nó tan ra em. Và chị không biết tại sao lại gọi là bánh men. Hay là lên men không? Bảy. Em tưởng lên men gọi là bánh men. Chị nghĩ là tại vì nó là giống như là cái men á, nó là men là bột á, là khi mình vô miệng á thì là nó tan ra. Bánh này Bảo Châu thích lắm luôn. Chị thích cái này nhất. Thứ nhì á là chị mới thích cái lỗ tai heo. Đó, rồi bánh phồng tôm, rồi bánh tráng. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn me, rồi này nọ, xí muội, và là cái gì, tầm ruột, mức tầm ruột. Thì rất là quý. Em thấy ở đây có hộp vịt lộn, chứ không hộp vịt lộn không? Chị không ăn hộp vịt lộn ngày Tết. Ôi sao vậy? Tại vì hộp vịt lộn, thưa quý vị, lộn qua lộn lại không tốt. Không có tốt. Nhỡ mình đang hên thì sao? Đúng, đang hên cái lộn lại cái hết hên. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì thưa quý vị, thưa với lại Jimmy, một cái câu hỏi rất là riêng tư. Mà chị muốn em ngày hôm nay em phải chia sẻ cho quý vị, tại vì trong cái Giáng sinh mùa đông vừa qua đó, Bảo Châu có hỏi nhưng mà Jimmy không chịu trả lời. Bây giờ chị muốn hỏi em á, thường thường á, mùa xuân, thưa quý vị, mùa xuân là cái mùa kết hợp, mùa hạnh phúc, rồi mùa phát triển. Tại vì mình yêu tới mùa nào đi nữa, tới mùa xuân mình để dành để mình cưới. Rồi mình cưới bao nhiêu mùa đi nữa thì mình cũng canh cái mùa xuân để mình sanh con, để mình phát triển. Thì em bé mà được sanh vào mùa xuân á, thì em bé sẽ là tươi tắn, hạnh phúc, vui vẻ, sáng láng. Cho nên là mình lựa cái mùa xuân để mình sanh con, cho con nó vui. Thì chị không biết, đối với chị My á, là phải trả lời thật cho quý vị biết nha, là mùa xuân nào thì em có sự kết hợp và mùa xuân nào thì em có sự phát triển. Thực sự tới giây phút này thì em thấy em ở một mình sướng hơn. Không muốn... chưa muốn kết hợp và cũng chưa muốn phát triển. Như thế này. Lý do như thế này là mình ở một mình thì mình tự chủ được giờ giấc, không phải lo lắng gì nhiều. Có con phải lo cho con. Quý vị tưởng tượng đi, là ví dụ mình, em vẫn còn trong vòng 20-30 thì vẫn còn nhận được tiền lì xì. Giống như lúc nãy chị mừng tuổi em, mà bây giờ em có vợ là em phải chia cho. Đưa hết rồi, đâu còn giữ được riêng đâu. Em tính xa quá, Jimmy. Phải tính kỹ chứ, ở Mỹ phải tính kỹ. Thì đó là em thực sự em thấy độc thân vui hơn. Làm gì cũng được, chơi sao cũng được. Nhưng mà chị thấy là về cái niềm vui đó, thì Jimmy nói cũng có lý, thưa quý vị. Tất nhiên là khi mà cái mùa xuân tới em muốn vui, hay là mùa nào đi chăng nữa, hay là cái cuộc sống của mình em muốn vui á, thì một mình em control được. Em vui là em vui. Nhưng mà nếu mà em có một nửa kia đó, Jimmy hay tâm sự với chị Bảo Châu á. Jimmy nói với Bảo Châu là, quý vị biết không, chị ơi,
em mà có thêm nữa nữa hay là em có thêm một đàn nữa đó, em không có vui nổi đâu. Yeah. Tại vì em không có control được cái vui của em. Yeah. Em vui mà nó hầm hầm ấy, em cũng mệt nữa. Em vui mà nó cứ nheo nhóc mà khóc lóc em cũng không vui được nữa. Cho nên thôi tốt nhất là em một mình. Đúng. Và em nghĩ khi mà muốn có nửa kia hay là cũng có một đàn con á, thì 36 hoặc 40 tuổi cũng chưa muộn mà, phải không? Ủa chị nhớ em 45 rồi mà. Ôi trời ơi. Chị làm gì chết em. Đang tù hình. Dạ không. Chắc làm lại nha. Dạ không. Chị My còn bé lắm. Chị My rất là còn bé lắm thưa quý vị. Bỏ trong đùa thôi. Dạ. Thì chúng ta thấy là với chị My đó, đó là cái ý nghĩa riêng của chị My. Nhưng mà có những quý vị mà không đâu xa lạ chị. Ba mẹ em ngày xưa là mới có 19-20 là cũng đã muốn có nửa còn lại rồi. Thì cho nên năm mẹ em 21 tuổi đã có em rồi đó. Cho nên chị thấy không là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Như bố mẹ em thì muốn lập gia đình sớm, nhưng với em thì em thấy từ từ. Dạ. Còn với chị thì sao? Mùa xuân nào? Chị là, thưa quý vị, Bảo Châu là thiếu nữ lâu năm, tất nhiên là nó quá lâu rồi mà mình không có muốn dùng tới cái chữ mà nó già. Cho nên mình nói là mình lâu năm thôi. Cho nên là em biết chị mà, tới bây giờ thì Bảo Châu không những là có con mà Bảo Châu vẫn còn có cháu nữa rồi. Wow. Cho nên cái số tuổi thì chắc là không nói, là nói là phải cách làm lại nữa. Cho nên thôi quý vị cứ tự đoán đi. Rồi quý vị, nếu mà quý vị đoán mà hơi mà gọi là cái gì ta, nhún nhường cho Bảo Châu tí đó, thì Bảo Châu mừng. Dạ, giống như lúc nãy chị nói em 45 thì chắc chị 46 thôi. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Thôi bây giờ trong không khí vui như thế này, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài An mà hầu như mỗi năm Tết nào chúng ta cũng nghe, đó là bài Tâm sự ngày xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của căn nhà ngoại ô Kim Loan. Nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lâu còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chiến biên sẽ những môi lương tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Niềm tin đất mẹ mau bình yên,
ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chiến miên sẽ những môi lương liên mái tranh chung mong nguyện gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Chị ơi, nãy giờ hai chị em mình dạo cái xóm của em á, mệt rồi, đói bụng rồi, nổi chân nữa, đói bụng. Mời chị vào nhà em nha. Nhà em thì cũng đơn sơ, không có gì, có gà luộc với cái nồi thịt kho hột vịt, đó, rau củ quả. Rồi em mời chị ăn. Vậy là quý lắm rồi, ngày năm mâm cỗ Tết của em là cũng có đầy đủ chứ, có thịt kho trứng nè, có gà nè, có rau nè, có trái cây nè. Dạ, tráng miệng đó. Rất là quý lắm em. Mà em để ý nha, tại sao á nguyên một năm mình không ăn thịt kho trứng mà cứ phải ngày Tết phải ăn thịt kho trứng? Cái đó là cái văn hóa, cái văn hóa của người Việt mình là phải có thịt kho dưa giá hoặc là thịt kho dưa chua với người Bắc, thịt kho dưa giá với người Nam. Là tại sao á, có thể nói là thịt kho tàu. Nhưng mà thịt kho tàu là, mà chị thấy tàu không bao giờ kho mà có trứng ở trong đó, thưa quý vị. Cho nên không biết là thịt kho tàu là ý nghĩa như thế nào vậy? Em cũng... đừng nói chị em không biết nữa nha. Em biết, em biết. Tại vì em cũng rất là đam mê vấn đề ăn uống đó. Không biết nấu nhưng biết ăn. Đúng rồi. Thì em cũng hỏi bà ngoại, nói là ủa tại sao gọi cái món này là thịt kho tàu của người tàu hả? Thì bà ngoại nói không, cái món này là của người Việt mình. Bởi vì có cái chữ tàu đây đó, là theo nhiều người xưa kể lại là những người... chắc chị cũng biết là đất nước Việt Nam chữ S mình á là bao bọc bởi biển Đông. 3/4 là biển. Dạ. Thì cho nên đa phần là làm nông hoặc là làm nghề ngư phủ. Thì những người đi làm đánh cá đó thì họ phải ra ngoài khơi 3-4 ngày, có khi cả tuần. Thì họ thường đem một cái nồi thịt kho như thế này, có trứng có thịt, nó vừa tốt, nó không có độc mà nó ăn được để lâu ngày. Thì người ta gọi là thịt kho ở trên tàu. Rồi từ đó bà con mình cứ ngày Tết ăn thì cứ nói là thịt kho tàu. Sau này đó chị, em cũng có đọc một số những cái tài liệu, nhất là của ông nhà văn mà chuyên nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của miền Nam mình, là ông nhà văn Bình Nguyên Lộc. Thì ông có chia sẻ cái chữ tàu đây không phải là người tàu người Hoa, mà chữ tàu còn có một cái nghĩa là lợ lợ, là lợ lợ mặn và ngọt. Thì chắc chị cũng biết, mà chị cũng là người nấu ăn, chắc chị biết là trong cái thịt kho này có nước dừa là ngọt và có mặn của nước mắm. Đúng rồi. Vậy là chữ tàu đó đó là nửa mặn nửa ngọt. Dạ, hoặc là hay cái quá, hoặc là cái chữ tàu đây là những người đi đánh cá trên tàu, chứ không phải là của người Hoa. Thì bây giờ chị mới nói với em á là cái nồi thịt kho này, cái mấu chốt đó mà mình quyết định được cái nồi này ngon hay không ngon á là tại vì cái gì? Em biết. Cái gì? Thịt ba rọi. Bậy. Ôi, sao? Tại vì bao nhiêu khi mẹ em kêu ra chợ mua thịt về bị hôi bị lao quá trời. Tại vì thưa quý vị, cái thịt ba rọi là cái sản phẩm bán đầy chợ rồi, em chỉ khéo một tí là em mua được thôi. Bây giờ nếu mà em mua những cái thịt ôi với lại thiêu á, bây giờ có nấu thịt rồng đi nữa nó cũng ngon. Bây giờ nhưng mà thịt ba rọi thì là mua tươi, mua mình biết cách mình lựa thì cái đó là ai cũng có thể lựa được thưa quý vị. Nhưng mà cái mấu chốt mà khi nấu á, một cái nồi thịt kho mà thật là ngon được á, đó là nhờ nước mắm. Nước mắm, mà nước mắm thưa quý vị là Bảo Châu là dùng cái nước mắm Red Boat này, tại vì cái độ đạm cũng vừa phải, rồi cái độ mặn và cái mùi thơm của cá. Tại vì khi mà nước mắm mà mình làm á, thì là cái nước đó là mình chưng, mình cất từ cá cơm ra. Rồi những cái giọt đó nó nhiễu từ từ gọi là nước mắm nhĩ phải không nước chị? Mắm, mình cất á, mình chưng cái nước mắm nó ra như vậy. Nước mắm nhĩ rồi nước mắm nhiều thứ lắm. Nhưng mà ở đây thì Bảo Châu không có rành lắm, nhưng mà tại vì mình ăn nhiều thì mình mới cuối cùng mình quyết định là mình phải ăn cái loại nước mắm này, tại vì rất là ngon. Mà không những là nước mắm nói chung và cái nước mắm
bread boat này nói riêng á, chỉ là cho thịt kho không đâu, và cho tất cả các món ăn của Việt Nam. Dạ, đúng. Muốn đậm đà, muốn bền chặt, muốn kết nối thì phải dùng nước mắm thôi. Và bây giờ Jimmy thấy là ở ngoài đi rộng ra hơn là những người nước ngoài bây giờ họ cũng có nêm tí nước mắm vào những cái món ăn chị. Của họ. Em tưởng đâu họ sợ nước mắm chứ. No, nhưng mà spaghetti á thì thêm một tí nước mắm á thì nó sẽ mặn mà hơn, nó sẽ đậm đà hơn. Yeah, rồi những cái món như là chicken quesadilla của Mỹ đó, khi mà mình ướp gà để mình làm cái món đó đó, mình cũng phải thêm tí nước mắm nữa thì ôi chao ơi là nó ngon. Ôi trời, đậm đà luôn phải không chị? Bền chặt kết nối. Thì thôi bây giờ đó, nhưng lúc nãy chị có lì xì em lúc đầu chương trình rồi. Thì bây giờ em không có gì tặng chị, rượu không có, tiền thì em còn nhỏ quá, không có làm ra tiền nhiều. Chị cũng lấy đó. Thôi bây giờ đó, sẵn coi chai nước mắm, cái bốt mà còn nguyên siêu đây. Thôi em tặng chị làm quà và với ước mong là một năm chị sẽ đậm đà mặn mà như chai nước mắm. Thơm tho nữa chứ. Chị rất là, mà chị Bảo Châu cảm ơn em rất là nhiều về cái món quà đặc biệt của năm nay. Vậy là kỳ này Tết nhà chị là có một cái nồi thịt kho với nước mắm Red Bull. Đúng rồi. Và cũng xin cảm ơn hãng nước mắm Red Bull này đó đã bảo trợ cho Jimmy Show trong 2 năm vừa qua. Chị biết không, em cũng ăn quý nhiều loại nước mắm, không phải là mình quảng cáo gì, nhưng mà mình tới nơi cái xưởng người ta làm nước mắm thì với cái công đoạn làm rất là vệ sinh và người chủ nhân rất là có tâm làm nước mắm, cho nên là trong đây không hề có một chút xíu gì gọi là phẩm màu ở trong đây. Đúng rồi. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng và với những người biết nấu ăn và rành nấu ăn như chị thì sẽ tin tưởng sản phẩm. Chị nếm được, chị taste được cái nước mắm loại này rất là ngon. Dạ, chị nếm được thôi chứ em thì thua rồi đó. Em không biết nấu, em biết ăn thôi. Vậy chắc chắn là tương lai quý vị sẽ thấy sẽ có một cái show nấu ăn cùng Bảo Châu và Jimmy. Một người nấu, một người nếm. Dạ. Gọi là người... nấu nếm. Nấu nếm. Chị nấu, chị nếm, em ăn. Thì thôi bây giờ trong không khí tươi vui thì em xin mời chị và cùng với quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm rộn ràng tươi vui. Mà Jimmy thấy tiếc một điều là cái bài này quá hay, trước 75 cô Trúc Mai hát nhưng mà sau 75 ít người hát quá. Thì bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài hát này, cho rất nhiều những yêu cầu từ quý vị đã nói Jimmy là ráng làm sao chương trình xuân để mời ca sĩ hát nhạc phẩm này. Mời quý vị cùng nghe Hát Mừng Xuân của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát của Evie. Một lần mùa xuân đến cao xa, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mơn trớn cánh hoa, đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuân dịu hiền gợi tan hết sầu đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau, hạnh phúc ấm no muôn nhà. Xuân về đây, đầu năm chúc sĩ nông công thương lợi xanh. Trên rừng cao, người chiến sĩ trôi trang chiến công mừng xuân. Đẹp một mùa xuân yên vui, những đôi nhân tình chờ xuân đến kéo dài. Gió xuân tràn hòa làm tươi mát tâm hồn, ngất ngây trong lời ca câu hát đầu xuân. Mùa xuân ơi xin đừng qua, trần gian sông vui đậm đà. Một lần mùa xuân đến cao xa, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mơn trớn cánh hoa, đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuân dịu hiền gợi tan hết sầu đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau, hạnh phúc
ấm no muôn nhà. Xuân về đây đầu năm chúc xin nông công thương lợi xanh, trên rừng cao người chiến sĩ cho trang chiến công mừng xuân, đẹp một mùa xuân yên vui, những đôi nhân tình chờ xuân đến keo sơn, gió xuân tràn hòa làm tươi mát tâm hồn, ngất ngây trong lời ca câu hát đầu xuân. Mùa xuân ơi xin đừng qua trần gian sông vui đậm đà, ngất ngây trong lời ca câu hát đầu xuân. Mùa xuân ơi xin đừng qua trần gian sông vui đậm đà. Và thưa quý vị, thưa với lại Jimmy, thì nhạc phẩm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mừng Xuân của chúng tôi ngày hôm nay. Và cuối cùng thì Bảo Châu và Jimmy xin được phép chúc quý vị một năm mới Quý Mão 2023 đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang và thắt chặt phú quý. Dễ thương quá. Em hôm nay em rất cảm ơn chị đã cùng đồng hành với em để giới thiệu chương trình Nhạc Xuân Chọn Lọc với chủ đề là Xuân An Bình. Với một cái niềm mong mỏi như Jimmy nói lúc đầu là chúng ta sẽ được có sự an lạc trong tâm hồn. Và tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ hưởng một mùa xuân thanh bình, ấm no và tự do. Và nhân đây, Jimmy cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ chính trong chương trình đã phụ cho Jimmy một tay để có được một cái sản phẩm để gửi đến quý vị vào dịp Tết. Đầu tiên đó là công ty D&D Gel. Đây là một cái sản phẩm mà rất tốt cho nail. Và với những quý vị nào mà làm nail thì hầu như trong tiệm sẽ có sản phẩm của D&D. Tiếp đến đó là chúng ta đã đẹp rồi thì phải ăn ngon phải không? Đúng rồi. Đây, kính thưa quý vị, nước mắm Redwood. Và chúng tôi cũng không quên những nhà bảo trợ ở tại San Jose, ở tại Oregon và cũng như là tại Canada, Phở 90 ở Toronto đã bảo trợ cho show của Jimmy. Mỗi người góp một bàn tay để show của chúng tôi được hình thành. Xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc mừng năm mới.